Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mát-cô. Khi ấy Đức Giê-xu lại vào hội đường. Ở đó có một người bại tay. Họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giê-xu bảo người bại tay: "Anh đứng dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-xu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buộc bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay. Anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm người Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giê-xu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta lại nghe tiếp đoạn Tin Mừng tiếp theo của ngày hôm qua. Hôm qua thì nhóm người Pha-ri-sêu rình xem Chúa Giê-xu có vi phạm ngày Sa-bát bằng việc là bức bông lúa để ăn hay không. Và ngày hôm nay thì họ lại rình xem Chúa Giê-xu có chữa cho một người bị bại tay vào ngày Sa-bát không. Những lề luật này một cách tỉ mỉ thì không được phép làm. Họ rình xem để họ tìm cách bắt bớ, tố cáo và hãm hại Ngài đã vi phạm luật Sa-bát. Nhưng vượt lên trên tất cả những cái nỗi sợ hãi đó, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bại tay. Và Ngài rảo mắt nhìn họ một cách giận dữ khi nói rằng: "Ngày Sa-bát cứu người hay giết người?" Họ làm thinh. Và Ngài đã chữa lành người bại tay. Sau việc này thì chúng ta thấy nhóm người Pha-ri-sêu cũng như là nhóm người của phe Hê-rô-đê đã cấu kết với nhau để tìm cách giết Ngài. Bởi vì họ lấy cớ là Ngài vi phạm ngày Sa-bát, nhưng mà thực ra là họ ghen tức. Họ thấy sự ảnh hưởng của Chúa Giê-xu Ki-tô trên đám đông dân chúng và họ mất đi cái phần lợi lộc cho cái nhóm của họ. Họ muốn loại bỏ Chúa Giê-xu. Tin Mừng ngày hôm nay cho chúng ta một cái thách đố sống niềm tin của mình. Đôi khi theo Chúa Giê-xu Ki-tô và theo cách của Ngài, chúng ta cũng sẽ bị thế gian này tìm cách loại bỏ. Bởi vì đứng về phía Chúa Giê-xu Ki-tô đó là cứu chữa người ta, chữa lành người ta, vượt lên trên tất cả những cái lề luật, những cái rào cản. Đó là một sự chữa lành, một sự xoa dịu nỗi đau của những con người cụ thể đang ở bên cạnh chúng ta. Và để sống được chân lý này thì chúng ta cũng phải có những cái khó khăn thách đố trước mắt. Và Chúa Giê-xu Ki-tô đã trải qua những điều đó. Và hôm nay, trong cái hoàn cảnh của xã hội đất nước Việt Nam, chúng ta thấy có bao nhiêu người làm những công việc tốt đẹp, mưu ích cho cộng đồng nhân loại thì họ cũng sẽ bị kết án và bị tìm cách mọi thứ, tìm mọi cách để mà hãm hại họ từ những phía lãnh đạo, từ những phía của giới cầm quyền. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để người tin của chúng ta, Kitô hữu của chúng ta dám sống và dám chết cho Tin Mừng, dám tin nhận những điều mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta và không quản ngại gian khổ và thậm chí bắt hại và cái chết để thực hiện lời giáo huấn của Chúa trong một xã hội đất nước mà người ta luôn tìm cách muốn thủ tiêu những sự thật, những công lý. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh can đảm để chúng ta có thể làm chứng cho Tin Mừng. Amen.